Bạn có tin rằng hình ảnh này có liên quan mật thiết đến việc Argentina vô địch World Cup hay không? Đúng thật là trông chẳng có gì liên quan cả. Và cũng thật khó hiểu khi trên các trang mạng xã hội lại để tấm ảnh này kèm với dòng tít kiểu như nguyên nhân giúp Argentina vô địch World Cup. Vậy ý nghĩa thật sự của khoảnh khắc này là gì? Thực ra đây là một trận đấu trong khuôn khổ ngoại hạng Anh vào tháng 6 năm 2020. Thủ thành Ben Leno của Arsenal trong trận đấu với Brighton đã bị tiền đạo Neil Maupay phạm lỗi và dính chấn thương nặng. Sau đó, thủ thành số 2 của pháo thủ Emiliano Martinez là người thay thế Leno trong khung gỗ, và những gì xảy ra sau đó đã trở thành lịch sử. Với fan hâm mộ của đội bóng áo đỏ thành London, Martinez không quả là cái tên quá xa lạ với các giờ Gunner. Martinez được đào tạo tại lò trẻ của Independiente trước khi chuyển đến Arsenal vào năm 2010. Ở tuổi 17, anh quyết định rời Argentina và gia nhập đội trẻ Arsenal. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, quyết định xa nhà ở độ tuổi còn quá trẻ đã khiến Martinez phải suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình. Tôi thấy anh trai và mẹ tôi khóc và nói, làm ơn đừng đi. Nhưng tôi cũng thấy bố khóc vào đêm khuya vì ông không thể trả các hóa đơn. Vì vậy, tôi phải dũng cảm. Nhưng sự nghiệp của cầu thủ này tại châu Âu lại vô cùng bấp bênh và vô định. Dù thuộc biên chế của Arsenal nhưng những ngày tháng tại đây, người ta chỉ nhớ đến anh như một người thừa, một tay lính đánh thuê không hơn không kém. Sau quãng thời gian 2 năm tại Arsenal, Martinez được cho mượn đến câu lạc bộ Oxford United, đội bóng chơi ở giải hạng tư nước Anh khi đó. Tại Oxford United, anh có lần đầu tiên ra mắt đội 1. Sau đó anh tiếp tục được cho mượn đến Sheffield Wednesday ở giải Championship. Martinez được gọi trở lại Arsenal và có màn ra mắt Premier League vào ngày 22 tháng 11 năm 2011 sau trận đấu với Manchester United. Tuy nhiên, sau khi Guseczny và David Ospina trở lại sau chấn thương, thủ môn người Argentina tiếp tục được đem cho Rotherham United mượn. Sau giai đoạn ở Rotherham United, Martinez chỉ ra sân 6 lần cho Arsenal. Trong 4 mùa giải tiếp theo, anh tiếp tục được đem đi cho mượn đến các câu lạc bộ khác như Wolverhampton, Getafe và Reading. Vào năm 2018, khi Martinez bị Getafe trả lại Arsenal sau quãng thời gian cho mượn không đem lại hiệu quả, thủ thành này đã nói với người anh trai trên khán đài chứng kiến Pháp đánh bại Argentina tại World Cup 4 năm trước rằng kiểu gì em cũng trở thành thủ môn bất chính cho Albi Celeste tại World Cup 2022. Trong 8 năm tại Arsenal, anh chỉ bắt 38 trận chính thức cho đội bóng thành London và ra sân phần lớn ở các trận giao hữu hay các tour du đấu. Rõ ràng việc bị ruồng bỏ như vậy sẽ khiến rất nhiều cầu thủ lựa chọn cách chia tay đội bóng để tìm kiếm cơ hội ra sân ở các câu lạc bộ khác. Nhưng Emiliano Martinez thì không nghĩ như vậy. Anh vẫn kiên trì ở lại Arsenal và chờ đợi cơ hội của mình. Nhưng hành trình đến với giấc mơ World Cup chưa bao giờ là dễ dàng cả. Phải đến 2 năm sau khi Leno gặp chấn thương, Martinez mới được huấn luyện viên Mikel Arteta nhớ đến trao cơ hội. Thủ môn sinh năm 1992 đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này khi chơi ấn tượng kể từ lúc thay Leno. Anh trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng thủ của Arsenal ở giai đoạn cuối mùa giải năm đó, bao gồm trận chung kết FA Cup với Chelsea, nơi pháo thủ thắng 2-1 để lên ngôi vô địch. Kết thúc trận đấu ngày hôm ấy, Emiliano Martinez đã không cầm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi anh cuối cùng cũng đã có cơ hội chứng tỏ bản thân trong một thập kỷ khoác lên mình màu áo đỏ trắng. Không lâu sau đó, thủ môn cao 1m95 này tiếp tục tỏa sáng để đưa Arsenal tới chức vô địch Community Shield. Nhưng từng đó có lẽ vẫn là chưa đủ để anh được huấn luyện viên Mikel Arteta đặt trọn niềm tin. Với những gì đã thể hiện, anh mong muốn có được một suất bắt chính. Có lẽ đó là đòi hỏi không có gì là quá đáng cả. Với một thủ môn đã cống hiến tất cả tuổi xuân cho câu lạc bộ này và với hai chức vô địch mà anh vừa mang lại, thì Martinez có quyền yêu cầu những điều cao hơn thế. Nhưng đứng trước sự lựa chọn giữa Leno và Martinez, cuối cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn quyết định lựa chọn Ben Leno. Nhiều người cho rằng Arteta đã có cho mình một lựa chọn hướng đến tương lai bởi lúc này Martinez đã bước sang tuổi thứ 28. Arsenal một lần nữa vẫn không trao niềm tin của mình cho Emiliano và quãng thời gian một thập kỷ là quá đủ cho sự chờ đợi này. Để rồi vào tháng 9 năm 2020, Martinez gia nhập Aston Villa với giá chuyển nhượng 20 triệu bảng và trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Villa Park, anh đã lập kỷ lục giữ sạch lưới của câu lạc bộ với 15 trận tại Premier League. Cuối cùng thì màn thể hiện ấn tượng của Emiliano Martinez cũng được để ý tới. Vào tháng 6 năm 2021, anh từng bước thực hiện giấc mơ World Cup của mình khi ra mắt đội tuyển Argentina trong trận đấu gặp Chile thuộc vòng loại World Cup 2022. Với phong độ ổn định,
anh được huấn luyện viên Lionel Scaloni tin tưởng giao bắt chính tại Copa America 2021. Và Martinez đã thực sự tỏa sáng với nhiều pha cứu thua xuất thần, bao gồm 3 lần cản phá cú sút luân lưu trong chiến thắng trước Colombia ở bán kết. Martinez kết thúc giải đấu với việc giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0 trước Brazil ở trận chung kết. Anh cũng được trao giải găng tay vàng tại Copa America 2021 với tư cách là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Hành trình thăng tiến của thủ thành này phải nói là thần tốc, chỉ mới đây thôi. Gần như không ai biết đến sự tồn tại của anh. Vậy mà giờ đây anh trở thành thủ môn xuất sắc nhất Nam Mỹ. Và cuối cùng giấc mơ được chơi bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã trở thành sự thật. Từ chỗ là kẻ gần như vô danh, Martinez đã chiếm luôn suất bắt chính tại đội tuyển Argentina. Sau khi cùng các đồng đội vô địch Copa America, anh đã thể sẽ giúp Messi giành nốt chức vô địch World Cup và tuyên bố của thủ thành này không phải là lời nói đãi môi. Tại giải đấu trên đất Qatar, thủ thành 30 tuổi là một trong những trụ cột không thể thay thế nơi hậu phương của Albiceleste. Trong 3 trận vòng bảng, anh chỉ để thủng lưới 2 bàn ở trận ra quân thua Ả Rập Xê Út. Sau đó là 2 trận giữ sạch lưới trước Mexico và Ba Lan. Sau khi đánh bại Australia ở vòng 1-8, Argentina đã phải nhờ tới tài năng của Martinez mới có thể đánh bại Hà Lan ở loạt luân lưu tại tứ kết. Emiliano đã cản 2 cú đá liên tiếp của cơn lốc màu da cam. Trung vệ Virgil van Dijk sút hỏng quả đầu trước khi Steven Bergwijn không thể thắng Martinez trong quả thứ hai. Một lần nữa nhờ cựu thủ thành Arsenal, Argentina có quá nhiều cơ hội kết liễu trận đấu, kể cả khi Enzo Fernandez không thể ấn định chiến thắng ở loạt thứ tư. Lautaro Martinez vẫn còn cơ hội thực hiện điều đó ở loạt sút cuối cùng. Với những gì mà cầu thủ này thể hiện, thủ quân của Argentina, Lionel Messi đã ca ngợi anh là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Messi chia sẻ, chúng tôi biết khi các trận đấu bị kéo đến những quả phạt đền, Emiliano sẽ làm mọi thứ có lợi cho chúng tôi. Martinez cũng không ngần ngại công kích huấn luyện viên Louis van Gaal do nhà cầm quân người Hà Lan tự tin nói trước tứ kết rằng, nếu phải đá luân lưu, Hà Lan sẽ có lợi thế. Và sau khi chứng minh điều ngược lại, Martinez đã chỉ tay vào Van Gaal và xỉa sói huấn luyện viên 71 tuổi trên đường rời sân. Đó không phải là một hành động đẹp trong mắt số đông nhưng mang lại động lực lớn cho nhiều đồng đội ở Argentina, tăng dũng khí chiến đấu cho họ, trong đó có Lionel Messi và thậm chí là huấn luyện viên Lionel Scaloni. Trong trận chung kết với tuyển Pháp, một lần nữa Martinez sắm vai vị thần bảo hộ của La Albiceleste. Anh có một pha cản phá xuất sắc cú dứt điểm cuối hiệp phụ thứ 2 của Landan Colomuny trước khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Sau đó, thủ thành của Aston Villa tiếp tục cản phá thành công cú đá của Kingsley Coman ở loạt 2 trước khi Tchouaméni sút hỏng ở loạt sút ngay sau đó, mang về lợi thế lớn để Gonzalo Montiel chốt hạ trận đấu, mang chiếc cúp vàng danh giá về với người dân của Argentina. Nhà cầm quân trẻ Scaloni sau đó tiết lộ, Martinez đã nói với toàn đội trong phòng thay đồ trước trận chung kết được xem là hay nhất lịch sử World Cup rằng, tôi sẽ cản được vài quả phạt đền, và Martinez một lần nữa làm được. Trên sân Lucio Iconic, vẻ căng thẳng, ô lo hiện rõ trên nét mặt của Coman hay Tchouaméni cho thấy danh tiếng và sự hung hăng của Martinez đã phần nào ảnh hưởng đến họ khiến cả hai đá hỏng những quả luân lưu then chốt. Emiliano Martinez mang trọn tính cánh của một cầu thủ Argentina điển hình, anh vừa tài năng, vừa tinh quái, vừa nổi loạn. Khi lên bục nhận giải găng tay vàng, Martinez đã làm một hành động xấu xí trong mắt nhiều cổ động viên trung lập. Anh tiến đến an ủi Kylian Mbappe, nhưng trước và sau đó liên tục khiêu khích ngôi sao người Pháp. Messi được vinh danh là cầu thủ hay nhất World Cup 2022, nhưng Martinez đã cho anh là một điểm tựa tâm lý vững vàng để tỏa sáng. Thủ môn 30 tuổi có thể không đại diện cho phe chính nghĩa mà thuộc về phe hắc ám, nhưng anh sẵn lòng làm tất cả vì Messi và Argentina. Cách đây 1.5 năm, có lẽ nhiều người còn chẳng biết Emiliano Martinez là ai. Nhưng ở thời điểm hiện tại anh đã đi vào lịch sử bóng đá Argentina và đứng trên đỉnh cao danh vọng. Từ một kẻ vô danh, giờ đây anh đã trở thành một nhà vô địch World Cup. Anh là một minh chứng cho thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đi tìm sự công nhận cho bản thân, là một tấm gương sáng dành cho các cầu thủ trẻ. Hãy cứ tin tưởng chính mình và nắm bắt mọi cơ hội. Cuối cùng, thành công sẽ tự tìm đến.